kind of fighters are the Vietcong that here? I would give anything to have 200 of them under my command. They're the finest soldiers I've ever seen. The Vietcong. That's right. They're people. They're good soldiers. They're the best I've ever seen. Chỉ một câu ngắn gọn của tướng Mỹ cũng đủ để chúng ta biết sức mạnh của người lính Việt Nam như thế nào trong mắt thế giới. Và sự thật đã chứng minh, những người lính ấy đã đánh thắng những quân đội mạnh nhất thế giới lúc bấy giờ, như Pháp, rồi đến Mỹ. Họ đã viết nên trang lịch sử bảo vệ dân tộc và giờ đây đã trở thành huyền thoại. Và bắt đầu từ những trận Côn Đồn đặc biệt đã sinh ra những chiến sĩ đặc công và họ đã trở thành một binh chủng chiến đấu lớn mạnh như ngày hôm nay trong đội hình binh chủng hợp thành của quân đội ta hiện nay. Vậy những bài tập nào đã tôi luyện họ đến mức thế giới phải nể phục? Chắc chắn, đó sẽ là những bài tập khiến người thường phải bất ngờ. Cụ thể như nào thì ngay bây giờ hãy cùng với Top 1 chúng mình tìm hiểu nhé! 5 bài tập điên rồ và khắc nghiệt nhất của đặc công Việt Nam. Bài tập người nhái. Các bạn có nhớ tới anh hùng Yết Kiêu không? Đây là một vị danh tướng lẫy lừng trong lịch sử Việt Nam với tài bơi lội siêu đỉnh. Một mình ông trong đêm có thể lặn xuống biển để đục 30 con tàu của địch. Và những đặc công người nhái hiện nay cũng được huấn luyện và được ví von như những anh hùng Yết Kiêu vậy. Các bạn có biết không, lực lượng đặc công nước hay người nhái còn được xếp vào hàng với các nước lớn như Mỹ hay Nga hay Trung cũng đôi ba phần để phục. Vào đặc công đã khó, vào người nhái càng khó hơn. Không chỉ thành thạo thế võ đặc công, sức khỏe bền, chạy dài, chạy vũ trang, mỗi chiến sĩ đặc công nước phải qua bài khổ luyện khắc nghiệt, hỗ trợ tiền đình. Hàng trăm ứng viên nhưng chỉ lựa chọn được trên dưới chục người cho đội đặc nhiệm người nhái. Đầu tiên về mặt ngoại hình, chiều cao đặc công người nhái không dưới 1m65, trọng lượng cơ thể không dưới 52kg, lực bóp tay yếu nhất không dưới 35kg, lực kéo không dưới 200% trọng lượng cơ thể. Để có thể làm đặc công người nhái, ứng viên còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn chức năng sinh lý về hệ tim mạch, hệ hô hấp, mắt, tiêu hóa. Và để trở thành chiến sĩ đặc công người nhái thực thụ, công tác đào tạo phải mất 2 năm. Những kỹ năng cơ bản nhất của đặc công người nhái cần phải có: bơi không tiếng động liên tục tối thiểu 10km, lặn xa tối đa 1000m, chịu sóng cực tốt để có thể lặn sâu và đi máy bay hay tàu ngầm đều được. Chưa kể, để có thể lặn được ở độ sâu khoảng 8m trở lên, những người lính đặc công phải trải qua quá trình ép nhái. Bằng cách chui vào chiếc máy tăng, giảm áp như hộp diêm máy sẽ tạo khí nén với áp lực cao. Nếu tai và mũi không bị ù, không chảy máu thì mới đạt. Bài tập đi ngầm cũng được huấn luyện khắt khe. Mỗi người ngậm một ống thở dài khoảng hơn 10cm đi dưới nước nhưng không được nổi. Phải đi đúng hướng và không được tạo ra tiếng động, tránh địch phát hiện. Trong điều kiện mùa đông giá lạnh, nhiệt độ giảm sâu còn 8-10 độ C, những người lính đặc công vẫn phải tiến hành huấn luyện bình thường. Thật sự quá đỉnh các bạn ạ. Bảo sao khi nói tới người nhái Việt Nam vẫn là một điều gì đó bí ẩn và gây chút ám ảnh cho kẻ nào có ý định nhăm nhe bờ cõi nước ta. Bài tập mình đồng ra sắt. Các bạn đang nghĩ những hình ảnh trên màn hình là trong một bộ phim võ thuật nào đó, hay đó chỉ là màn biểu diễn trong quân đội, hay là một cuộc thi tài năng nào đó? Đáp án là không, vì đây là một trong những bài tập giúp các chiến sĩ có được mình đồng ra sắt, một thể lực khỏe mạnh. Không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn qua cũng đủ hiểu cái độ khắc nghiệt của bài tập này. Hàng ngày, những người lính đặc công phải huấn luyện cường độ cao để có thể lực và bắn súng tốt, giỏi võ, giỏi ngụy trang nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các chiến sĩ có thể dùng thanh sắt quấn quanh cổ và lại dùng tay không để bẻ lại thanh sắt đó cho thẳng ra. Hay có chiến sĩ dùng tảng đá nặng để trên ngực mình và cho người khác dùng búa đập vỡ viên đá đó. Còn đây, một chiến sĩ cho các mũi giáo chĩa vào yết hầu của mình nhưng không hề hấn gì. Có thể nhiều bạn không tin được cơ thể người có thể chịu đựng được những điều này. Nhưng đối với các chiến sĩ của chúng ta được rèn luyện hàng ngày nên cơ thể dần dần đã cứng cáp, dường như trở thành mình đồng ra sắt đích thực. Những bài tập này mục đích không chỉ đem lại sức khỏe vật lý mà hơn hết nó giúp các chiến sĩ tôi luyện ý chí. Bởi trong những tình huống khẩn cấp, các chiến sĩ bị bắt và tra tấn, họ sẽ không dễ dàng khai ra những thông tin bí mật của quốc gia. Bài tập ngụy trang, tuyệt kỹ đỉnh cao của Việt Nam. Nếu các bạn là fan trung thành thường xuyên theo dõi các video của Top 1 khám phá chúng mình thì chắc chắn biết tới một trong những nghệ thuật chiến tranh đỉnh cao của Việt Nam, đó chính là chiến tranh du kích. Chính nghệ thuật này đã khiến lính Mỹ ám ảnh đến già và phải bó tay về nước, từ đó bỏ ý định xâm chiếm Việt Nam. Từng có một cựu binh lính Mỹ nhận xét về đặc công Việt Nam như sau. Khi hành quân trong rừng, bạn không bao giờ phát hiện ra họ. Bạn chỉ biết đến sự có mặt của họ khi bạn phát hiện ra mình chỉ còn lại một mình. Một nhận xét ngắn gọn nhưng mà vô cùng chính xác phải không nào?
Và một kỹ thuật vô cùng quan trọng trong lối đánh này chính là ngụy trang, một kỹ năng được ví như là nở hoa trong lòng địch. Các bạn chắc hẳn đang nghĩ là chỉ có một mình MC nữ đang đi lại giữa thao trường đúng không? Không hề, mà bên cạnh cô có hàng chục chiến sĩ đang ngụy trang ẩn mình vào bối cảnh xung quanh. Có rất nhiều kỹ thuật ngụy trang, ví dụ như là bôi bùn đất lên người để hòa lẫn mình vào môi trường xung quanh. Trong lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trận đánh Tháp Canh, cầu Bá Kiên năm 1950, bộ đội ta đã dùng bùn đất bôi lên người để che mắt địch, tiếp cận mục tiêu. Đây được xem là một trong những trận đánh khởi nguồn cho cách đánh của đặc công. Nếu như các chiến sĩ không đứng dậy thì chúng ta sẽ rất khó để có thể nhận ra được họ. Toàn thân mình của chiến sĩ đặc công phủ lên màu đen, chỉ chừa lại hai mắt. Có khi họ lại hóa thành màu trắng như tảng đá vôi bất động như thế này. Đúng là đỉnh của job, amazing good job. Và đây chính là nỗi ám ảnh của Mỹ, những bụi cây biết nói. Các chiến sĩ sẽ ngụy trang thành cây cối với những cành cây được phủ kín từ đầu tới chân. Với mỗi địa hình, môi trường, các chiến sĩ đặc công sẽ tìm cách ngụy trang cho giống với môi trường đó nhất. Chưa hết, để không để địch phát hiện, họ còn phải tập nín thở, giữ im lặng dưới đất nhiều giờ đồng hồ, đợi thời cơ, có hiệu lệnh để bật mình khỏi mặt đất để chiến đấu. Các bạn nhìn xem, kỹ năng này không hề đơn giản, nhưng khó không có nghĩa là Việt Nam chúng ta không làm được. Ngược lại, những người lính của chúng ta làm rất tốt đến mức nổi danh cả thế giới khi đánh bại được Mỹ. Tuyệt kỹ xuất quỷ nhập thần này của đặc công Việt Nam từng khiến cho MC của Nga phải giật mình kinh ngạc khi ẩn mình quá giống, khó có thể phát hiện. Nhìn như này thôi mà đêm tối muốn đi vào rừng mà thấy bụi cây rung rung rồi di chuyển, thêm mấy tiếng động nữa thì quá ám ảnh. Bảo sao nhiều lính Mỹ ám ảnh cả đời, về thời hòa bình rồi vẫn không tài nào quên được những bụi cây biết đi, những tảng đá biết nói ở Việt Nam. Bài tập vượt rào cản. Như chúng ta đã biết, đặc công là những người đặc biệt. Họ biết cách áp dụng chiến thuật tinh tế để đánh vào những điểm yếu và cơ quan quan trọng của đối thủ. Dù trong thời chiến hay thời bình, các chiến sĩ đặc công luôn là những chiến binh đặc biệt với khả năng xuất sắc, có thể thực hiện nhiệm vụ ở mọi điều kiện. Các bài tập bám sát phương châm, cơ bản, thiết thực, vững chắc, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, gắn huấn luyện chuyên môn với rèn luyện thể lực. Trong rất nhiều kỹ năng, vượt rào cản là một trong những kỹ năng chiến thuật quan trọng nhất và cũng được huấn luyện khắc nghiệt nhất. Binh sĩ đặc công thể hiện khả năng vượt qua mọi rào cản với tốc độ và sức mạnh ấn tượng. Họ có thể leo lên các tòa nhà cao tầng chỉ bằng một gậy đẩy, dây và móc mà không cần sử dụng thêm bất kỳ một thiết bị hiện đại nào. Họ cũng có thể vượt qua các hàng rào dây thép gai và các bãi mìn bằng cách sáng tạo và sử dụng các công cụ đơn giản hoặc thậm chí bằng cơ thể của chính mình. Ví dụ như này, họ có thể nằm lên hàng rào đạn để bảo vệ đồng đội khác khi họ vượt qua. Họ cũng có thể sử dụng tấm ván và cơ thể của chính mình như một cây cầu để vượt qua các hào, chướng ngại đầy trông, mìn và nước. Hay rào ở đây có thể là những chiếc vòng lửa và các chiến sĩ phải thực hiện nhảy qua nó, hay vượt qua các bức tường cao như này. Hay rào cản chính là quân địch, đặc công phải thực hiện đối kháng. Để luyện thuần thục kỹ năng vượt rào cản, các chiến sĩ sẽ phải phối hợp học rất nhiều bài tập khác nhau. Và một trong số những bài tập cần kết hợp có bài tập sau đây. Bài tập khả năng sinh tồn. Có lẽ nhiều bạn ở đây chưa biết, không có lực lượng đặc biệt nào trên thế giới có sự đa dạng trong kinh nghiệm chiến đấu và khả năng gây thiệt hại đối với đối phương như đặc công Việt Nam. Nói có sách, mách có chứng. Trong suốt thời kỳ chiến tranh Việt Nam, họ đã tham gia vào hơn 19.000 trận đánh, tiêu diệt hàng vạn binh sĩ đối phương và hủy hoại hàng trăm sở chỉ huy, sư đoàn của quân Mỹ và quân Việt Nam Cộng Hòa. Đây là một minh chứng hùng hồn cho thấy khả năng thích nghi, chuyển mình linh hoạt của lính đặc công. Để có thể làm nên những điều đó, họ phải trải qua các bài tập rèn luyện ý chí, lòng dũng cảm và khả năng sinh tồn, đối phó với mọi hoàn cảnh. Họ phải tồn tại trong các hầm bí mật ngập nước nhiều ngày để tìm kiếm nước ngọt, thức ăn từ cây rừng, vùng khô cằn, hoặc sử dụng lương khô kết hợp với nước lọc tại chỗ để phục vụ nhu cầu của bản thân. Không những thế, các phương pháp làm hầm bí mật trú quân ẩn nấp ngay trong căn cứ của đối phương. Các binh sĩ phải sinh hoạt không có dấu vết, nấu thức ăn không có khói cũng là một giải pháp sống còn mà chỉ có những người trong cuộc mới có thể hiểu hết lòng dũng cảm và nghệ thuật sinh tồn của họ. Một trong những điều mà các bạn có thể thấy rõ nhất chính là khi các anh bộ đội đi hành quân, họ phải mang theo tư trang, vác thêm súng đạn rồi cả những chiếc bếp hoàng cầm nữa. Việc đi hành quân hàng chục km trong rừng hay các địa điểm hẻo lánh sẽ tăng sức bền bỉ của thể lực, đồng thời tạo điều kiện cho các chiến sĩ học cách sinh tồn trong những điều kiện thiếu thốn, khó khăn. Các bạn thân mến, đến đây, sau khi chứng kiến những bài khổ luyện của lính đặc công Việt Nam,
bạn đã hình dung ra được lý do vì sao thế giới phải nể nước ta đôi ba phần rồi chứ. Trên hình ảnh là như vậy, còn khi thực hành thực tế thì độ khó khăn nó còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Thật sự, tôi một cảm thấy vô cùng khâm phục các anh lính Cụ Hồ từ thời chiến cho đến thời bình, vì mỗi thời họ lại có trên vai một trọng trách riêng. Có ai cùng chung cảm giác tự hào xen lẫn khâm phục thì nhớ để lại một bình luận trái tim hoặc là dòng chữ tự hào Việt Nam nhé. Đến đây thì video của top 1 chúng mình cũng đã hết rồi. Nếu như các bạn yêu thích chủ đề này thì đừng quên ủng hộ chúng mình bằng cách like, share video, sau đó đăng ký kênh top 1 khám phá và nhấn vào nút chuông thông báo nho nhỏ bên cạnh để cập nhật nhanh nhất những video mới. Trên màn hình chúng mình có để lại những video liên quan mà các bạn không nên bỏ lỡ. Hãy click vào để xem ngay. Còn bây giờ như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!